À, bà con biết vàng bạc lúc này nó lên giá ù ù ù luôn á, nhưng mà bạc gặp với bạc là một điều vô cùng hạnh phúc. Đôi nam nữ nghệ sĩ cũng là một tình nhân sân khấu cải lương hiện nay, quy chuông bạc giọng cổ Nguyễn Văn Hợp và chuông bạc giọng cổ Võ Ngọc Quyên. À, thưa Dương, để tiếp chương trình thì Nguyễn Văn Hợp cùng dự và Ngô Quyền xin gửi đến một trích đoạn cải lương cũng rất nổi tiếng của Yên Lang được mang tên Đêm Lạnh Chùa Quan. Mời đại gia đình cùng lắng nghe. Hồ Bảo Xuyên kia chém giết nhau nhái kẻ tử thù, tiểu muội muốn mời sân ca chung tâm biệt. Nhưng ta không uống rượu của người Mông Cổ, nhưng đây là rượu của hồ muội. Bảo suy sân ca sao không bước vào đường yêu thì tôi đâu gian dở giấc mơ đầu. Bao suy ơi sao định mệnh lại phụ phàng ngang trái, suy chúng mình đôi lứa phải xa nhau. Chốc lát nữa đây chúng mình ngăn cách rượu đắng trần tông điếc một lần. Rồi cũng đành ngắn cách cạn chung rượu này, rồi mình vĩnh viễn chia xa. Hãy uống đi, hãy uống đi hồ muội, người con gái tôi yêu, và hãy tuốt kim đi hỡi Bảo Xuyên quân chúa. Sáng nay ta có cùng chỗ
một thân võ tướng, mà không phải là một cô gái tầm thường như mong mơ. Để cùng ai ngắm trăng lên nhìn lá rụng, sống bên nhau cho đỡ trọn đời. Mai mốt chia xa đời hai ngả, chỉ còn một mẹ với cánh sương. Cùng sâu thẳm của hai tâm hồn ta dần tha thiết yêu nhau. Nhưng thôi em hãy gượng sầu mà chôn lấp niềm đau, và hãy cúi đầu tuân theo mệnh số. Không, em không thể chống lại quy quyền của phụ hoàng, em phải về thoa tội. Một bếp lửa hồng bắp bùng cháy dở, một ngôi chùa hoang phế cô liêu. Kỷ niệm cuối cùng chúng mình còn sót lại, từ hôm nay và mãi đến sau này. Dạ hết luôn. Xin hết rồi. Dạ xin cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn hai chú ông bà rất nhiều.